Microfiber, chất liệu mới trong các dòng sản phẩm của The Whoop. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết tới The Whoop thông qua các sản phẩm giày được làm từ chất liệu da bò thật đúng không nào? Và chất liệu microfiber đây sẽ là chất liệu thứ hai mà The Whoop sẽ sử dụng cho một số line sản phẩm. Vậy thì microfiber là gì? Da microfiber hay còn gọi là da nhân tạo tổng hợp từ sơ vi mảnh được áp dụng công nghệ sản xuất vải không dệt xuyên kim mô phỏng cấu trúc 3D giống với da thật. Sử dụng nguyên liệu ban đầu là sơ siêu vi mảnh Sea Island, thường là sơ polyester và polyamide, kèm theo đó là nhựa PU, nhựa polyurethane chất lượng cao để làm bề mặt. Để cho trực quan hơn thì mình sẽ có một tấm da microfiber, thêm một tấm da bò thật và một tấm da PU. Nhìn vào mắt thường thì sẽ khó để phân biệt được đâu là da bò thật, da PU và microfiber. Với da PU thì cái bề mặt của nó khá là nhẵn. Về cái độ dày thì mình không nói tới, bởi vì cái vấn đề này các bạn có thể làm việc với nhà sản xuất. Lật ra cái mặt sau thì các bạn sẽ nhận ra ngay, bởi vì nó là một cái lớp vải bông mịn, rất là dễ để nhận biết. Với tấm da bò thật thì khi sờ vào cái bề mặt nó sẽ có cảm giác rít tay, bởi vì trong da nó sẽ có độ ẩm. Lật ra phía sau nó sẽ có một cái sớ lông rất là mịn. Cũng tương đồng với da bò thật thì da microfiber cũng có cái bề mặt nhẵn, độ đàn hồi cao. Và khi mà lật ra phía sau, cả hai đều có lông. Nhưng lông của da bò thật sẽ tự nhiên hơn microfiber khá là nhiều, bởi vì cơ bản là hàng tự nhiên với hàng nhân tạo phải khác nhau chứ. Vì sao The Whoop lại sử dụng microfiber cho một số dòng sản phẩm? Lý do sẽ như sau. Dựa trên công nghệ đã cấu thành nên chất liệu này thì da microfiber có độ bền cao, độ đàn hồi tốt và đặc biệt là chịu lực cũng cực kỳ tốt. Thứ hai, da microfiber rất là dễ để vệ sinh, làm sạch và bảo quản. Thứ ba, mặc dù đây là chất liệu nhân tạo nhưng lại cực kỳ an toàn cho sức khỏe và không có chứa các chất độc hại. Thứ tư, đa dạng về màu sắc và bề mặt khác nhau. Cuối cùng đó chính là một tiêu chí mà bất cứ ai cũng quan tâm tới, giá thành. Nhưng sản phẩm được làm từ da microfiber đều sẽ có một mức giá rất là vừa vặn với túi tiền. Hiện tại The Whoop sử dụng chất liệu da microfiber cho hai dòng sản phẩm. Bộ sưu tập The Queen Whoop dành cho các ladies, mức giá chỉ có đầu năm thôi nha. Và trong tương lai sẽ có thêm một dòng sản phẩm sandal mới sẽ bật mí sau. Còn một điều nữa, để tránh các bạn hiểu lầm thì song song với chất liệu microfiber, The Whoop vẫn sẽ duy trì sản xuất các dòng sản phẩm được làm từ da bò thật để đảm bảo được giá trị cốt lõi của thương hiệu. The Whoop chăm sóc đôi chân của bạn bằng những đôi giày tốt nhất.